Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV 55.3. Chương trình Tìm hiểu pháp luật xin được trở lại với quý vị với luật sư Anh Thư. Thưa quý vị, chương trình hy vọng sẽ hữu ích cho cộng đồng người Việt Nam mình ở hải ngoại bọn anh. Thì hôm nay cái đề tài mà muôn thuở, mà cái đề tài mà thực sự nó cũng khá nhạy cảm và đôi khi chúng ta ngại nói đến, nó liên quan đến cái sống chết đến với cuộc đời của con người. Nhưng mà thưa quý vị, cho dù chúng ta ngại cánh mấy đi nữa, người Việt mình hay nói là chết là hết. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình chết rồi mình đâu còn phiền muộn, đâu cần biết gì nữa. Nhưng mà những người thân của mình, nếu mà mình take care những cái giấy tờ cần thiết trước khi mình qua đời, thì cái gánh nặng của họ nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, mà tránh những cái phiền phức, những cái nhức đầu không cần thiết, phải không anh? Vâng, đúng vậy. Một hôm có ông bạn của Đức Phạm mời sang uống trà. Uống trà thì ông nói là: anh à, sau bao nhiêu năm làm ăn vất vả thì cũng có nhà cửa, có một số các cái phương tiện. Nhưng mà tôi chỉ sợ một ngày nào đó tôi ra đi thì sao? Chúng ta nên đặt vấn đề và nên tìm cách để giải quyết vấn đề. Vấn đề đó gọi là di chúc. Thì thưa luật sư Anh Thư, khi một người muốn để lại một số tài sản, một số phương tiện làm ăn hay là tiền bạc, thì thông qua tờ di chúc đó mình có thể tự viết được không, hay là mình làm sao? Thưa quý vị, theo cái quy định của luật pháp thì thực sự luật pháp cũng không có bắt là quý vị phải nhờ văn phòng luật sư viết, quý vị có thể tự viết. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà mình tự viết, cái hiểu biết về luật pháp của mình về di chúc, về cái luật liên quan tới di chúc rất là giới hạn. Đôi khi chúng ta viết sai một ly nó đi một dặm. Và ngay cả khi chúng ta viết di chúc mà nó không đúng với quy định luật pháp thì nó cũng không có hữu hiệu. Thưa quý vị, chẳng hạn, thưa có một cái người khách hàng, thì cái người chồng là người Mỹ, thành ra là đôi khi mình tưởng là người Mỹ họ là bản xứ ở đây, họ nói tiếng Anh, họ hiểu rành về luật pháp. Mà thưa quý vị, chính người Mỹ họ cũng có những cái kiến thức rất là giới hạn liên quan tới vấn đề di chúc. Thì khi cái người chồng hấp hối chuẩn bị qua đời, thì người chồng mới hối người vợ, nói là phải nhanh tôi viết cái gì di chúc để lại tài sản cho bà với đứa con. Tại vì trước khi ông chồng lập gia đình với cái người vợ Việt Nam này thì ông đã có một đời vợ Mỹ khác và có hai người con riêng. Thì ông đã trao lại cái tài sản cho những người con riêng đó rồi, còn những cái tài sản còn lại ông muốn để dành cho cái người vợ Việt Nam và cái người đứa con chung của hai vợ chồng đó. Và khi mà họ lật đật làm như vậy và có bác sĩ y tá trước mặt đó luôn, thì cái người chồng đó viết tay nói là tôi tên này, tôi để lại cái tài sản này cho cái người vợ tên này và đứa con tên này, như vậy đúng không? Nhưng mà khi mà ký tên để làm nhân chứng thì chỉ có một người ký tên làm nhân chứng thôi. Thì cuối cùng mặc dù ông có một tờ di chúc và ông viết ra cái phân chia tài sản rất là rõ ràng, nhưng mà thưa quý vị, cái tờ di chúc nó không có hữu hiệu với luật pháp. Tại vì theo luật Texas nó đòi hỏi là có ít nhất là hai người nhân chứng. Thưa quý vị, như vậy ít nhất là phải có hai nhân chứng. Đúng rồi, mà hai cái người nhân chứng đó có những cái điều kiện tối thiểu nữa, chẳng hạn ít nhất là họ phải tới một cái tuổi nào đó, rồi cái đầu óc phải minh mẫn, rồi cái người viết di chúc đầu óc cũng phải nên minh mẫn. Thành ra khi mà chúng ta không tuân theo những cái quy định của luật pháp rõ ràng, thì nếu mà có sự tranh chấp xảy ra thì nó rất là phiền muộn. Như cái trường hợp hồi nãy thư kể quý vị á, đã có tờ di chúc và cái đó là cái người Mỹ viết á, nhưng mà không đúng với quy định. Và có những trường hợp viết ra tờ di chúc và nói tôi muốn để tài sản này lại cho cái người thân này chẳng hạn như vậy, nhưng mà cái description liên quan tới cái phần tài sản đó không có rõ ràng, thì cuối cùng tòa án cũng nói cái này tòa án không giải quyết được vì cái miêu tả cái tài sản nó không rõ ràng, không, hoặc là cái người thừa hưởng cũng không được nói rõ ràng là ai đó. Thành ra cái lý do đó, thưa quý vị, mặc dù luật pháp không có cấm quý vị tự viết di chúc, tuy nhiên những cái quy định luật pháp thì rất là chi li, rất là chi tiết, mà những người không có học luật mà tự viết thì có thể gây trở ngại cho chính gia đình mình khi mà mình qua đời vì cái giấy di chúc đó không hợp lệ. Vâng, thưa luật sư, có một cái trường hợp như thế này, có một couple, hai vợ chồng, họ nói bây giờ họ không có con, mà cũng chẳng có con riêng, con chung gì cả. Thế thì tội gì tôi phải làm di chúc? Ông xã tôi mất thì đương nhiên tôi được hưởng, và tôi mất thì ông xã tôi được hưởng, như vậy có đúng không? Thưa quý vị, trong cái vấn đề mà thừa kế thì theo luật pháp thì đúng là trong cái trường hợp đó, nếu mà không có viết di chúc, phải không, thì cái quyền thừa kế vẫn, tại vì họ không có vợ chồng nào khác và họ cũng không có con riêng, cũng có không con chung hết, chỉ có hai vợ chồng thôi. Thì trong cái luật liên quan với thừa kế thì
cái quyền thừa kế thì nếu một người mất thì người kia đương nhiên được, hưởng. Tuy nhiên, thưa quý vị, quyền thừa kế không có nghĩa là quý vị có thể hưởng cái tài sản đó mà không thông qua những cái trình tự của luật pháp để được hưởng cái quyền thừa kế đó. Và khi quý vị không có viết di chúc thì vẫn được giải quyết cho hưởng thừa kế, nhưng cái thủ tục hành chánh tòa án nó sẽ phức tạp hơn và sẽ mắc hơn rất là nhiều so với cái chi phí mà nếu mà quý vị đã có viết di chúc rồi. Rồi cái một trường hợp nữa thư cũng nói rõ như thế này, có những người họ nghĩ nếu mà tôi viết di chúc rồi và tôi nhờ văn phòng luật sư viết di chúc rồi thì sau này tôi chết là xong rồi phải không, coi như vậy là cái người nào mà tôi chỉ định được thừa hưởng là được thừa hưởng thôi, đương nhiên thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái luật di chúc và cái tờ di chúc nó hữu hiệu đi nữa, mọi người, nhất là có liên quan tới cái tài sản bất động sản, vẫn phải thông qua cái quy định hành chánh của tòa án để có những cái giấy tờ hợp pháp được thừa hưởng, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải đến tòa làm một cái thủ tục gọi là cái probate process. Cái probate process đó, không có di chúc hoặc có di chúc, quý vị đều phải go through, đều phải qua cái hệ thống tòa án đó hết, nếu mà liên quan tới bất động sản hoặc cái tài sản nó quá một số tiền nhất định nào đó. Tuy nhiên, nếu quý vị có di chúc thì cái thủ tục hành chánh nó sẽ đơn giản hơn và ít tốn kém hơn. Còn nếu quý vị không có di chúc và hoặc là có tranh chấp thì cái thủ tục hành chánh nó sẽ phức tạp hơn và tốn kém hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thưa quý thính giả, dân gian chúng ta có câu là thương nhau như chị em gái vậy. Thì có ba chị em gái, họ cũng muốn làm cái thủ tục di chúc nhưng mà ba cô ở ba cái địa chỉ khác nhau, nó có trở ngại gì trong cái việc mà tiến hành lập di chúc không? Thưa quý vị, cái địa chỉ không ảnh hưởng gì tới cái quyền thừa kế hoặc là cái quyền mà viết di chúc, cũng như khi quý vị ủy quyền. Tự vì nếu quý vị nhờ một cái văn phòng luật sư viết rõ ràng thì miễn sao tòa có thể xác minh cái người thừa hưởng là ai dựa vào cái tên, cái tuổi hoặc những cái social security number, thí dụ vậy. Hoặc là nói cái quyền thừa kế này chia cho cái người chị của tôi, người chị này tên này, mà trong khi đó cả gia đình thì chỉ có một người chị đó tên đó thôi, thì ok. Còn trong trường hợp tôi biết là có, chẳng hạn tôi có một người mà tôi quen mà cả gia đình đó đều là tên Chi, đúng không? Kiểu như là Mai Chi rồi Kim Trúc Chi rồi Kim Chi đấy, hát vậy. Mà thí dụ mà họ Nguyễn, thí dụ vậy, rồi cái người em nó tôi giao cho người chị của tôi được thừa hưởng 75%, mà chị tôi tên là Chi Nguyễn, thí dụ vậy, mà trong khi đó là cả gia đình đều là đúng rồi đó, thì nó có thể gây trở ngại. Và cái đó là cái chuyện đương nhiên thôi, cũng dễ hiểu không anh? Thưa luật sư và quý khán giả, trong một số các cái phim truyện và những cái tiểu thuyết thì có những cái tình tiết rất là ly kỳ, thì có những người đó là không biết mình được thừa hưởng, rồi đùng một cái có đại sứ quán ở nước nào đó đến là nói anh có tờ di chúc của ông chú, ông bác, ông cậu, bà dì, bà mợ này kia. Thì khi làm di chúc đó, chúng ta có phải công khai hóa không, hay là chúng ta có thể giữ kín cho đến phút cuối? Thưa quý vị, cái đó là cái quyền lựa chọn của quý vị. Có những người hỏi tôi là sau khi tôi viết di chúc xong rồi thì tôi có cần đưa lên nộp cho tòa ngay không? Thưa quý vị, cái đó không có bắt buộc, nhưng mà cái đó là quyền quyết định của quý vị thôi. Có những cái mà information, có những cái tin tức mà riêng của quý vị mà quý vị muốn giữ kín tới khi mà cần giải quyết đến thì mới nộp cho tòa thì cũng vẫn ok, nó không ảnh hưởng gì tới cái quyền lợi của cái người được hưởng cũng như cái giá trị hữu hiệu trên vấn đề pháp luật liên quan cái tờ di chúc đó. Thành ra nếu mà quý vị công khai nộp cho tòa ngay sau khi quý vị làm di chúc, hoặc là quý vị chờ cho đến khi mà cái người viết di chúc qua đời để nộp lên tòa để làm thực cái thủ tục probate, đều ok hết, không có trở ngại gì hết, thưa quý vị. Cho dù là muốn giữ kín đến phút chót rồi mới mở ra, thì lúc đó mới biết như thế nào đó, thì vẫn được như thường. Đúng rồi, mà đôi khi có những cái vấn đề mà phân chia, có những người cha người mẹ tội đặc biệt, thí dụ thấy là cái một đứa con đó nó thiệt thòi hơn những đứa khác thì muốn giúp cho nó thêm rất tí, giúp nó thêm tí, nhưng mà trong thời gian họ còn sống họ không muốn con họ biết những cái điều đó và xảy ra cái vấn đề mà ganh tị, đúng không? Khi mà họ còn sống thì họ giấu kín cái vấn đề đó thì cái chuyện cũng dễ hiểu thôi. Thưa quý khán giả, chuyện dài di chúc thì vẫn còn phải bàn tiếp nữa. Đến đây chúng tôi xin được phép để nghỉ một chút để cho phần thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị.